đi bắt cá đi. Cái đầu đi đi bắt cá đây nó làm. Còn nay như cửa trồng. Có ghẹ chưa? Nhiều chưa vậy? Có anh biết là mai ra. Trồng, trồng. Hả? Trồng, đang đang đi mấy chục heo. Vậy biết anh là mai nè, anh giờ anh lên mạng anh đang quay em lên mạng nè. Thôi hả? Anh là mai ra. Đẩy mà cắt cao ông nội. Cắt cao nè. Chưa cắt xong nó đang chỉnh nè. Từ từ nó sẽ cắt xong. Má. Thôi để cái hào úp lên cắt cho vậy. Cắt vậy về bả ông chửi ông con tao nghẹp đẩy mẹ. Đừng có chết thề. Thế cũng như vậy cơ. Chứ đâu ông lộm nữa cơ. Thuốc thôi. Này, lát còn làm lộm nè. Cứ không? Nè, kiểu nghe nè. Chào các bạn nha, nè, cộng đồng các bạn nha. Chị một chiêu nhiêu nha bạn. Nè bạn. Đấy. À, bạn Hương chào cộng đồng nha. Đấy mẹ. Bạn Hương chào kìa, chào người ta đi qua. Anh Trọng ở đâu vậy? Tổng đâu kìa? Đâu, ta biết, ta hỏi nè. Anh với đồng cầu ấy. Anh nhớ. Em nhả đâu, ta biết nè, hỏi cho trả lời. Anh tuổi, anh nhiêu tuổi vậy? Anh 20 rồi. Anh chắc đi làm thợ mộc phải không? Ok luôn, đúng rồi, hay ba. Anh này nay 15 tuổi nha. Đây bộ 2 tuổi rưỡi, mỗi mỗi 2 tuổi rưỡi, mặt trong ghi 2 tuổi rưỡi nụ. Mặt già như 30 gì đó. Mọi con nhóm nè. Xong rồi tẹ nè. Có kẻ bộ review. Sao cá đẹp, cá bẩn luôn. Đồ da, nhìn như cái trẻ vậy. Trọng em có ghẹ chưa? Người ta biết ta, ta là quen nè, ta hỏi là quen nè. Chưa hả? À? Sao? Chưa. Chưa vậy em bạn Hương đòi làm quen nè. Bạn Linh luôn nè. Cha anh Trọng nha. Ơi nhỏ này biết Trọng luôn rồi. Anh Trọng ở trên Tây nha chỗ à, trường mầm non nó biết luôn rồi. Hay vậy ta? Bạn bé Tư. Em ở trường mầm non phải không? Mày bảo nó hỏi nè. Mày ở trường mầm non chứ. Nhỏ này nó hỏi nè, nó hỏi anh ở trường mầm non không? Nó biết em bán bánh mì trước cửa nè, phải không? Biết anh mày á, ba đây, hỏi thì ba lời trả lời chứ cha ơi. Trả lời mới có vậy. Ta hỏi làm quen cũng đẩy chứ má. Tao không khỏi qua đây quá. Ta hỏi làm quen nè, Trọng. Mày sao có cho số không? Hãy ghé sắp tốt nghiệp từ từ. Rồi nó không cho số em ơi, nó nhìn nó làm giá vậy. Vậy đó. Tập trưởng vậy. Làm giá sao vậy? Rồi. Mình đánh làm giá. Đập cao cao lên. Không có phổi. Phổi dạ. Nó cho phổi con trọng học. Kêu trọng học nè, đe lỡ liếng. Đẩy cao lên rồi, để bộ quay ông nội. Đây rồi. Cao không được đó. Mày quá không bé dục. Cao lên phải không? Đây. Quá tụ cái chết. Ngọc. Vị thề. Ta hỏi thăm mình cái thề bài. Lên phường bây giờ nè. Bắt lên phường công an giờ công an ống tin cái thề đó. Nè công an xin chào Trọng nha. Chào đồng chí. Đồng chí trọng mạnh luôn luôn. Đồng chí này mai mốt đi nghĩa vụ nhớ bắt nha. Nha. Này, tướng tá ngon lành nè, mốt đi nghĩa vụ nhớ bắt nó chú. Đó, ở dưới còn cò công đồng chú. Mày ngồi im đi. Ok. Rồi, chú ok rồi đó. Mới sao? Ngồi. Sao là em đi đó trọng. Rồi, có chị tiêu rồi đó. Đang có okay. Chị có tiêu rồi đó. Ráng cái tóc đẹp trai đi, mốt không có cắt tóc ở đâu, mốt mà đi đồng tuổi không à. Nha, khỏe nha. Trọng này chưa nghiêu nha bạn. Rồi, ai có muốn làm quen thì... Cái mặt cao lên rồi ta hớt cho dễ ta. Ai có muốn làm quen thì anh bot mình sẽ cho số điện thoại Trọng nha. Nguyễn Tấn Trọng nha. Cùng. Chứ gì? Quỳnh Tấn Trọng à. Mày bay bằng nhân trọng
biệt danh là Ba Ra Bùi. Biệt danh là gì? Cái gì mà gì? Gì quá đây? Chó. Nói sống mát. Trọng tẻn. Nhiều tên vậy? Tên gì? Tên nhiều chính xác. Cậu gì? Cậu gì mà? Yeah. Trọng, trọng tên gì trọng? Biệt danh tên gì? Trọng ta biến. Biến là biến bệnh. Nè. Mày nói ra không chừng chút với mày về á, người ta biếu mày làm cổ nè. Về đó. Hôm nay mày qua đây. Cái câu hỏi gì đi. Hôm nay nó qua đây là nó đọc mạng rồi. Vậy là em lên trọng gì? Trọng là mộc phải không? Trọng tụ khóc. Phải không? Chứ trọng gì? Trọng gì ta biết làm quen chứ ba, ba không hổng nói tên sao ai biết làm quen. Tạm lên. Không. Đầu của mình mới nêu. Rồi. Nêu như vậy cho nên cắt tóc lên sửa lại. Cái ghế ngồi đi. Cắt cho nó đẹp đẹp nha. Để mai đi chơi ghệ nha. Cắt cho mà. Cắt cho mà. Để em cắt cho em trước đi, em khách VIP mà. Ta cắt cho em trước mà, nồi đồ gì nữa. Cắt tóc 4.000 trả 150 mà. Biết mà đòi hỏi gì nữa trọng. Đúng rồi, hỏi kèo rồi hả? Kèo hả? Cái tóc mà đòi hỏi kèo hả? Để lấy em cho nó hỏi gì mà. Biết tư xuống đây. Rồi, nó đòi hỏi kèo em kìa. Biết tư xuống đây. Cánh của mập chắc dày quá. Cắt kiểu gì? Dạ, dạ, muốn cắt kiểu gì? Hả? Cao đẹp á. Cao đẹp vậy, dễ cắt undercut được không? Hả? Không miếng anh là kết. Cắt chuỗi đi, cao đâu miếng. Cắt chuỗi đi. Tầm được cài á.